mà chị tách được không? Hết cái đấy rồi thì em tẩy cho chị để nó sang cái hàng bên cạnh, tức là để cái dữ liệu thứ hai. Long vừa chắc của em là số ký tự muốn tách. Em muốn tách mấy ký tự trong tổng số ký tự này? Hai ký tự tính chữ trái, qua phải đúng không? Rồi đánh cho chị số hai ở đây. Nào em tô lên đầu đây cho em nhá. Không à? Được chưa? Em mới thiếu kế toán, chỉ có lương với lại thu nhập cá nhân này. Sao mà hiểu được toán ra được? Em lọc lại đi được không? Em đúng rồi. Còn chi hơn thì làm thẳng đứng như thế này. Ở đi xa như thế trong. Vâng. À, chị bảo nhận được cả những cái cổ tổng nó có lô này, em phải tặng người em tiền. Còn phân bổ thì là bạn ở đây chung thì được. Vâng, phân bổ xong thì cái nào nó khoai thì cái cả nó ra được. Lương với lại thu nhập cá nhân thì lại